Ủa này ơi, con ếch vô tinh nè. Vậy để xíu này vô liền. Không, em vô cái là nó mất luôn á. Ê bác đi để em qua khoe em. Để chút. Trời ơi, hôm qua là tôi bắt được con ếch hoàng tử, giờ bắt được con ếch vô tinh á. Từ từ nha. Ghê trời. Con ếch hoàng tử lát nữa là mình sẽ bỏ cái clip lên cho mấy bạn xem. Chờ mình bắt cái con này ra. Đây. Này thì lì lưỡi hả. Từ từ, anh gần tới nó rồi này. Hụt nè. Nghĩ sao vậy, anh là ai? Anh là Zombie Play. Bắt tọa là không bao giờ hụt. Không hụt. Trời ơi, còn ký em mới. Từ từ em ơi, để em bắt xong con này hả? Xong. Ây da, từ từ, bình tĩnh. Ê, ủa sao nó chạy lại cái gì vậy này? Nó nhảy xa lắm, nó là ít hiếm mà. Từ từ, mày hả mày? Đây, bây giờ là mình không có nhìn trên cây vợt, mình nhìn dưới cái bóng cái cây vợt của mình kìa, mọi người thấy không? Đó, nó đang chỉa tới hai bên thấy. Trời ghê ơi, vậy? Không có vương miệng luôn này. Đây, thấy gì không? Trời. Thấy cái gì màu đỏ không? Ghê hả? Thấy chưa? Ghê hả? Cái này cái đứa trời. Đây, tụi kinh thăm bữa giờ mà. Chịu rồi. Không, cái vợt thiên thần này quá bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái vợt rồi, cái gì đây? Ở cái vợt mới nhất nha, vợt tinh linh nè. Anh ngựa xong mất nè. Đây, nói vậy là buồn nha. Hôm bữa chỗ này mất con ếch yêu tinh rồi nha. Đừng có cười vậy. Đây, chậm thôi. Nè. Nè. Tới không? Ủa, hình như quá rồi. Giỡn mặt hả? Trời ơi. Hello mọi người, lại là mình đây. Ủa này nè. Hù cái đầu ông á. Hôm nay mình sẽ lên cho mấy bạn một chiếc video hơi bị chất lượng. Video gì mà video? Vậy? Hôm qua cho anh tôi chưa xử xong, đang ở dưới ống cống. Ai cho hôm nay lên đây quay clip, định cho anh nữa hay gì? Ê, mày nói vậy là không được nha. Hôm nay tôi quay clip có bề đứng ở đây sao tôi cho anh được? Đồ thấy ghét nhưng mà khó ưm, nay cho anh nữa là nghỉ chơi luôn. Mày nói thế tôi cho anh tiếp, tôi sợ vậy? Ok, được thôi. Ok, được thôi. Hôm nay tôi là con ma nè. Đảo đâu con ma làm sao để cho anh đáng sợ? Dễ, lại, hai bé. Hai bé lại cái nữa, cái này chưa vô lắm nha. Hai bé, vô. Thôi dẹp luôn ơi. Nhưng mà con ma gì đáng sợ không? Không, con ma này nó hơi bị cu ti. Nhưng mà đừng cho anh ở nhà này quay cái khác đi. À, thì hôm nay là mình thấy là bên này hơi bị xinh đẹp luôn. Nghĩa hả? Ừ, hơi bị dễ thương luôn á. Ừ, để làm cho anh này còn xinh hơn nữa nè. Đâu, trời ơi, khen thế ngại đúng không? Biết mẹ. Đúng, đây, chuẩn bị chưa? Đâu. Nè, 1, 2, 3. Chú Chuân ơi. À, nãy nó giỡn á. Vậy? Ủa mà chú Chuân ơi, hôm nay anh rủ em vô quay cái gì vậy? Trời ơi, em không thấy hả? Thấy gì vậy? Còn tự nhiên mấy con thằng làng cắt kia nó chọt vô mắt anh quá trời luôn kìa. Mẹ, nó đang đứng đây rỉ em nè, như nó đói lắm hay sao á. Ờ thì nói gì nói là clip của ngày hôm nay là mình sẽ đi mở chân bít nha. Vô hôm bữa nay này phát hành ra mấy con bít mới ở này mà mình chưa có mở. Nhà chú Chuân, anh này có một con nè. Đâu, anh này có con gì đạo tràng coi giới? Anh này có một con siêu hiếm luôn, con nền vi vip. Gì vậy? Ừ. Ê, con này đẹp nha. Con này là hiếm lắm á nè, bây giờ anh lại đây anh coi thử đi. Nó là cái trứng nào của này? Trứng chính giữa nè, nó là cái con hiếm nhất luôn. Trời ơi, con 1% á hả? Đúng rồi. Vậy là hôm bữa em bỏ 300 kim cương em mua luôn. Cái trứng đầu tiên em mua là nó ra con này luôn á, ghê không? Trời ơi nhở, hiện tại biết đó nha, mình đang sở hữu là đâu đó là có, tính là mấy cái con cửa được thôi, là mình sẽ có đâu đó là cái con này nè, Unny thơm nè. Ý gì, con sói? Đúng rồi, con sói, với lại là anh có thêm là một cái con Unny thúi nữa. Vậy? Nè. Con này là hồi trước mà game nó mới ra chức năng cưỡi bít á, là mình đã có con này đầu tiên nè. Thì con này là mình cũng đã mua là cái chức năng cưỡi rồi đấy. Nè. Ừ, này cũng chỉ cỡ được có một con thôi. Nè, con này nè. Ui. Gì ghê vậy? Ý, hai con giống nhau nè con này. Chú biết cái con này có cái gì đặc biệt không? Có cái gì? Cái tích cầu vòng. Thôi chịu rồi, cái tích cầu vòng. Rồi, vì thế là hôm nay là mình sẽ vô mình test thử nhân phẩm của mình là cái chân mới nha. Thì ở phía bên đây nè mọi người. Đây, trong đây là chúng ta sẽ có đâu đó là hơi bị nhiều luôn. 6, 12, 18, 20 con bíp mới ô này. Ô này thích con màu trắng với con màu hồng ở hàng trên cùng nhất. Con màu trắng với con màu hồng à? Đúng. À, đây, cái ví này là mình có thể là giảm được 50 kim cương khi mà mấy bạn mua cái trứng nha. Ui, chạy. Gì vậy trời? Hay là giờ có vé giảm giá không thì mua luôn ta? Ừ, bây giờ là có vé giảm giá mình mua luôn rồi chứ. Ok. Rồi luôn. Mình vô đây mình chạy nhiệm vụ rồi xong mình nhận được cái nè, ủa này. Sao cái trứng nó lòng lá quá vậy? Tính ra là cái trứng màu trắng này bỏ vô cái nền trắng là không thấy cái trứng luôn á. Chịu. Rồi bây giờ là mình sẽ mua cái trứng này mình mở cho mấy bạn xem luôn. Anh mua nha ủa này.
Ok anh mua đi, mình mua nè. Đây anh cũng đang mua nè. Wow, trứng này là trứng xe mô giết đúng không? Xe môi. À xe môi à, không, chứ không phải là xe mô giết hả? Đúng đúng đúng. Trời ơi, tôi biết English mày bè này bè không biết gì hết. Gì vậy? Ở trong cái trứng luôn hả này? Đây đây, để anh cầm thử nha. Đây. Quý. Ủa gì vậy? Mình phải đặt tên cho nó đã. Đặt tên hả? Đúng, con này tên là Thúi Quắc Quạt Quạt. Gì vậy? Ừ. Ủa gì anh vô anh đặt là cái nói là Uni là trẻ xanh. Vậy? Ừ. Vô duyên quá à. Ông này đâu có để tên anh trên con bé tao. Sao anh để tên ông này? Nè anh đâu có để đâu. Nè thấy không? Đó anh biết mà. Đây. Được kỳ cục. Anh để là yêu ông này. Mà ông này để Thú Quắc. Thôi chịu vậy. Thôi thôi không có không gì hết á. Thú buồn quá mọi người. Buồn thì làm gì? Buồn thì quay trẻ kèo mini game. Yeah. Ờ tính ra không liên quan gì luôn á. Quay đây là clip của ngày hôm qua. Để mình quay mình trẻ mini game xong, mình vô mình mở thử nó có hơn hay không. Thì vẫn giống như thường lệ thôi, tên của mấy bạn đã bình luận thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất. Đấy, bạn anh đều lên nghĩa muốn một hoàn thành bước 2 là thay bước 3 lại để muốn này gói thổ hoàng. Chắc em không trúng đâu. Ủa này ơi, sao mấy bạn bình luận kêu không trúng mà anh vô anh tặng quà vậy? Mấy bạn bình luận nghĩ cho anh vui thôi, chứ thật ra là ai bình luận gì cũng trúng hết trơn á. Đây á mọi người, hiện tại là mình đã mua cho bạn ấy là cái gói 18 thổ hoàng thành công rồi. Thì em ơi, em nhớ là vô thư nhận quà của anh nhé. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Sao bữa giờ là mình tặng cho mấy bạn là cái gói này mà không ai trúng hết ta. Cái gói xe gâu gâu này hôm nay. Xe gâu gâu à? Không, chắc tại vì nó mới á. Thì hôm nay là mình muốn tặng cho mọi người là cái gói này, hoặc là cái gói quay xúc xắc, còn không nữa là cái gói 18 thổ hoàng. Về những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhớ cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là gì hôm nay? Bước thứ ba là vô điện thoại sao giúp ID. Ghê vậy, nhớ là vô điện thoại nha mọi người, cài đặt này sao giúp ID lại. Quay bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một trong 3 phần quà ở chơi. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình chế kèo. Còn bây giờ thì đi thôi. Đấy không mọi người, hiện tại là hai đứa mình mới chạy vô camping này. Bây giờ là anh sẽ mở đâu té, ở đâu hợp lý của này? Ở đây chung chung. Ở đâu? Đây 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 đây. Trời ơi, em nướng quả trứng luôn hả? Thôi chịu ơi. Mình nó ra bếp không kiếm mình nướng luôn. Rồi bây giờ em mở thử đi. Có cần anh làm phép gì không? Không, đừng có đụng cái tay thuốc của anh vô. Đúng đúng đúng. Ấy da, mũi chết. Oh no. Ông này sẽ mua một cái gói thức ăn cao cấp. Thôi, ông này sẽ suy nghĩ lại rồi. Ông này sẽ vô lều, ông này mở. Gì vậy trời, bên này bé quần dữ vậy trời. À, đâu đâu đâu, em cho nó ăn. Ủa, nhưng mà em vô lều không thấy con biết sao cho nó ăn. Nè nè, đó, ông này đứng ở đây. Rồi mở đi. Ui, 300 luôn. Đâu? Con gì vậy? Ấy da. Ủa? Gì vậy, con gì vậy ông này? Con này chưa có màu, bây giờ nó mới có màu nè. Đâu đâu, bây giờ em cho nó ăn lên liver rồi. Từ từ, nó đang chạy. Ủa? Chưa đủ. Cho nó ăn thêm. Ok ok, nè, nó ăn thêm nè. Ủa? Ui, màu gì đây? Gì vậy? Oh no, con bánh quy. Ôi này mở ra con bánh quy, oh no. Gì vậy trời? Rồi bây giờ là tới anh nha. Ok, anh mở thử đi. Rồi bất giỡn đi, giờ tới anh mở nè. Bây giờ anh sẽ cho nó là đồ ăn vặt thú cưng. Đúng là nó tên Thú Quắc, xong nó Thú Quắc theo thiệt. Bây giờ anh cho nó ăn cái gói nào ta? Anh cho nó ăn cái gói kim cương á. Ồ, anh cho nó ăn cái gói 60 kim cương luôn đi. Ủa, oh no no no, cái này là cái bình làm đẹp, không phải là đồ ăn. Rồi xong rồi, anh mua lộn rồi này ơi. Cái gì vậy trời? Anh có dư mấy quả trứng không? Anh có dư mấy cái quả trứng á. Anh đi theo ông này đi, ông này chỉ anh mua đồ ăn không tốn kim cương. Ok ok, sao mình vô lại trong máy làm gì vậy ông này? Nè anh mua đây, ông này chỉ cho anh cái này nè. Đâu? Đó, anh bấm vô cái bàn này. Xong rồi anh bán mấy cái trứng mà anh không sử dụng đi. Oh no, vậy là mình phải bán con mít của mình rồi. Không, bán mấy quả trứng chưa nở á. Ê, cẩn thận bán nhầm con biết có cái cưỡi 100 thỏi nha. Oh no, không được đâu, anh biết mà. Mình sẽ bán 7 quả luôn. Anh bán được 119 cái đồ thức ăn rồi kìa. Anh ơi, 120 mới đủ mua. Anh có tổng cộng là 195 rồi này. Nhưng mà một cái túi đó chỉ mở được có 300 thôi, còn hai túi lận á nha. Ok, vậy nói chung là mở trước 120 đây. Rồi. Ok. Đây đây. Hay là đây. Mình đứng cái trứng của nó luôn. Ồ đúng rồi, bây giờ mình sẽ quay lại mình đứng cái trứng bên nó luôn. Nè nè. Có con chó nó chạy vòng vòng nè. Nè ăn đi ăn đi. Ui u này, ăn đi ăn đi. Rồi rồi rồi, xong rồi. Rồi. Dạ. Bây giờ phải cho nó ăn thêm nó mới có màu. Ủa cho nó ăn thêm nữa hả? Anh còn đồ ăn mấy cái đồ ăn quạt nữa. 50 kinh nghiệm. Ghê vậy. Trước sao trời? Đủ không ta? Hình như là không. Không đủ, không đủ thì mình cho nó ăn nhiều. Bây giờ tốn 10 30 kim cương nữa mua luôn cả. Đó nè. Ôi. Từ từ, anh chưa thấy. Con gì? Gì vậy? Ghê vậy? Con trắng cookie. Nó giống con của anh này. Hả? Ừ, nó cũng là Lucy, nó giống con của anh này. Đâu đâu, em đứng yên coi. Nè. Để, sao hai cái chân nó quậy? Đi vô đây ông này cho anh coi lại hai cái chân đó kìa. Sao mấy cái chân nó quậy? Đâu, em mở nó chắc bơi rồi. Từ để anh giùm vô. Hết
cứu rồi. Ê, hay là bây giờ mình tránh nó lớn luôn đi. Nói không, đau từ từ, không biết nha. Nè, ông này cho nó ăn trước, không biết nó đủ lớn không ta. Ôi nói vậy là anh phải vô kia mua nữa rồi. Nè, con của này là bây giờ đưa cho nó là nó lớn luôn á. Đó, ghê không? Ghê, từ từ, để cho con của anh mặc ông này luôn. Nó bự vậy? Trước sau. Nè, ăn đi con ơi. Tính như nó bự hơn con này luôn á. Trước, ê, con của anh trông bự nè. Ui, ơi nó cao hơn con này. Đúng rồi, nó cao hơn con này. Anh Tranh nó lên level 6 luôn. Từ từ anh Tranh nó ăn tiếp nè. Vậy sao cho ăn nhiều vậy? Tranh nó ăn, Tranh nó lớn luôn. Nó còn bao nhiêu kinh nghiệm vậy? 150 nữa nó mới lên level 7 con này. Từ từ em cho nó làm nhiệm vụ lên xe cái đã. Đây bây giờ là mình sẽ mua thêm 30 kim cương nữa. Tính ra nha, nếu những bạn nào mà chơi biết chơi mấy cái con này là hơi bị tốn tiền luôn á mọi người. Trời ơi, mình thấy là có những bạn mà có full biết luôn cơ. Trời ơi, mấy bạn đó là không biết là bao nhiêu tiền mới đủ nữa. Đây, con của mình là nó cũng để lên level 7 rồi nè. Đây, tiếng hóa. Ủa? Ý, nó phát sáng con này ơi. Nó phát sáng? Ủa, mình có thấy nó phát sáng đâu? Nè, đâu có đâu. Ý là nó có lấp lánh, nó hiểu không? Vậy là chỉ có bên anh thấy được thôi, bên này không thấy. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó cái gì đây? Cái đồ gì mà phía màu hồi nãy em mua lộn á? Đồ ăn làm đẹp. Làm đẹp. Ủa sao cho nó ăn không vậy được? Từ đến thì cho nó lên thử con này mới biết được. Con này biết. Tôi cần tối đây không thể ăn. Là sao? Anh không biết nó ghi nè. Từ từ, cái lọ của anh đang cầm màu gì vậy? Màu hồng. Ủa, cái đó là tăng kinh nghiệm á. Vậy là nãy anh mua đúng rồi. Nãy cái này là cái đầu tiên anh nói là mua được đồ ăn mèo này cứ không phải. Ủa này đâu biết. Trời, 700 kinh nghiệm của người ta luôn rốt cuộc rồi. Vừa giờ mua bỏ không? Không sao, để đi. Kiểu vậy nó cũng có biết mới mà. Chiều qua bên này bà báo mọi người tôi mua đúng rồi, bà kêu không phải. Vậy mà cũng không chịu đọc lại nữa. Cũng kêu là ui anh mua nhầm rồi. Thôi chịu rồi. Giờ mua lại thêm 10 kim cương đó nè. Nè ăn đi. Ngon. Ủa miệng. Đâu phải cái đó đâu. Nè, cái của này mà. Ủa gì vậy? Cái giống của này nè. Thôi dịp luôn ơi, cái gì mua lộn quá hay trời. Thì lỡ là mọi người bây giờ là mình sẽ mở thêm 50 kim cương nữa. Hồi nãy là 1.800 luôn rồi, giờ còn có 1.300 à. Oh no. Đây bây giờ, ủa sao anh này cho nó ăn, sao anh này không đủ anh? Hả, anh này mới cho nó ăn á. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn thử con mình là có cái gì nha. Ui ý, trái tim nè anh này. Ê dễ thương quá à. Oh no, nhưng mà cái con của anh nó bị thúi rồi. Con của em cũng bị thúi luôn. Oh no, ý nhưng mà gì vậy? Nó nhảy hip hop. Ý ưu này tính ra là nhìn kỹ là hai con bé của mình là y chang nhau luôn anh. Nó chỉ là khác cái màu mắt thôi. Nó khác cái màu lông chứ. Ủa? Màu cái đuôi nó kìa. Màu lông, màu đuôi nó kìa mọi người. Thôi chịu rồi. Đây bây giờ là anh sẽ chở nó đi dạo nha. Cái con của mình là có hình trái tim, còn của anh đây là có cái gì âm nhạc hả anh này? Đúng, này là chó âm nhạc. Oh no, anh là chó trái tim. Vậy là con chó này nó biết hát á. Con chó em đâu, em cho con chó em hát thử đi. Go. Trời ơi, này xuống. No, lớn này. Ôi chị ơi. Ok, thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha. Thì nói chung là hôm nay clip chính là đi mở bếp mọi người. Nhưng mà mở ra được cái con này thì mình thấy nó cũng cool tí. Yeah. Với lại là có thêm một con bếp mới nữa, đó chính là con bếp thùng à. Gì vậy? Im á. Hai bây giờ cái súng cái này. Đó, giờ lên. Ok, bye bye mọi người nha. Thì chúc mọi người là có một buổi cuối tuần là vui vẻ nha. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Nhớ là xem clip ủng hộ là bằng nút và bấm like đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bấm cái chuông nữa nghe không? Đúng bấm rồi. Cái chuông nữa. Cái chuông nữa. Đúng.